Hôm qua ngày 2 tháng 10, khoảng 100 tấn hàng cứu trợ y tế đã tới thủ đô của Liberia, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Ebola, để giúp người dân nơi đây có thêm điều kiện chống đỡ trước căn bệnh này. Đây là số hàng hóa cứu trợ của tổ chức nhân đạo Samaritan Spurs. Và đây là sự trợ giúp vô cùng quan trọng và cần thiết để Liberia có thêm khả năng chống đỡ trước nạn dịch Ebola được coi là tồi tệ nhất từ trước đến nay. Chúng tôi đã bắt đầu các hoạt động chống lại Ebola từ tháng 3 và vẫn đang tiếp tục thực hiện chúng. Chuyến hàng cứu trợ này là sự kiện bước đầu trong một cuộc chiến chống Ebola trên phạm vi lớn hơn. Cơ sở hạ tầng y tế của Liberia vẫn chưa thể xử lý được số ca bệnh cũng như sự lây lan nhanh chóng của căn bệnh. Hiện ở Liberia đã có gần 2.000 người tử vong vì Ebola và các cơ quan cứu trợ cho biết họ cần thêm hàng trăm giường bệnh cho bệnh nhân. Trong khi đó thì cho đến nay, nạn dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của ít nhất là 3.300 người ở các quốc gia Tây Phi như Guinea, Sierra Leone và Liberia. Nó không chỉ làm suy yếu hệ thống y tế ở đây mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế, vốn đã kém phát triển ở Tây Phi, và tệ hơn là còn đe dọa sẽ gây ra nạn đói cho lục địa đen.